Chúng ta đang được gặp nhau trong channel của Chia Sẻ Kinh Nghiệm. Trong chuyên mục game hay ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái tựa game cũng khá là nhẹ và nó đang được miễn phí trên kho ứng dụng của App Store. Cái game này cũng ra mắt được lâu rồi, nó tên là Stick Hero. Đó, bạn có thể tải về trên kho ứng dụng vị trí ở Việt Nam cũng có cái game này luôn. Nó miễn phí, bạn hoàn toàn có thể tải về. Chơi game này khá là hay và cũng có rất nhiều những nhận xét tích cực nên mình sẽ giới thiệu với các bạn cái tựa game này. Nó có dung lượng là khoảng 20.8 MB, lần cập nhật mới nhất là ngày 3 tháng 8. Sau khi mà tải về thì chúng ta sẽ có vào luôn game này. Chơi rất là đơn giản và vui. Đó, nó là bản miễn phí, do vậy chúng ta sẽ có quảng cáo. Đây là giao diện của chơi. Đây là giao diện của trò chơi. Chúng ta sẽ có mấy cái nút ở dưới này bao gồm tùy chỉnh âm thanh. Rất là đơn giản ở đây mà bạn có thể bật lên. NoS nếu mà bạn mua ủng hộ họ thì cũng được, bạn nhấn vào đây. Hoặc chúng ta có cái phần new này, chúng ta sẽ xem được những cái cách chơi mới, tức là chúng ta sẽ có thể chém được cái quả dưa hấu trên cái con đường này, khá là thú vị đúng không? Rồi, chúng ta sẽ chơi thử xem sao. Đó, bạn phải làm đủ dài để chúng ta có thể chém được quả dưa hấu này. Sau khi cậy lên đủ dài bạn thấy hợp lý, bạn nhấn cắt. Đó, nó sẽ đập xuống như thế. Sau khi mà chúng ta chơi thử xong thì chúng ta dẫn ra ngoài màn hình. Rồi, bạn nhấn vào play. Chúng ta sẽ chơi. Cách chơi như sau. Đầu tiên là bạn sẽ dùng cái nhân vật của mình và nhấn vào màn hình để nó tạo ra một cái thang đủ dài để chúng ta qua cái cột bên này. Tức là bạn làm sao mà ướng chừng được làm sao cái thang đó đủ dài để qua cột bên này. Nếu mà ngắn quá thì bạn sẽ bị xuống hố, mà dài quá trong cái khoảng này còn được. Nếu mà quá dài ra ngoài này thì bạn cũng sẽ phải đi lên đây và xuống hố. Nói chung chúng ta phải ước lượng thật là chuẩn. Cái game này tạo cho chúng ta cái tính có thể ước lượng cực kỳ là thú vị. Ví dụ nhá, ở đây thì một khoảng cách dài mình nhấn vào màn hình, nó tạo. Ôi tí nữa thừa rồi, như vậy là hợp lý rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang bên này. Nhưng mà ở giữa cái hố này nó có một cái quả seri. Khi mà bạn tạo cái thang đến chỗ giữa này, thì khi mà chúng ta đến chỗ giữa này, chúng ta nhấn một lần nữa vào màn hình, nhân vật này nó sẽ xuống nó ăn quả seri này. Sau đó chúng ta nhấn lại một lần nữa để chúng ta trở về cái vị trí ban đầu ở trên. Mình chơi thử cho các bạn xem. Nhấn để lấy thang nữa này. Rồi bắt đầu đi xuống dưới. Đó, lên trên phát là chúng ta đã ăn được quả seri kia rồi. Không được rồi. Cái đằng này mình hơi thừa. Chúng ta chơi lại. Bắt đầu, tầm này hợp lý. Rồi, như vậy là rất là đẹp. Tiếp tục. Rồi, thấy chưa? Mình chỉ cần thiếu một tí thôi mà đã chết rồi. Chúng ta tiếp tục chơi lại. Game này khá là hay và vui nhộn. Và đặc biệt của nó là rất là nhẹ, bạn hoàn toàn có thể chơi được. Đó, cố gắng ăn thật nhiều cái quả seri để chúng ta có thể làm được rất nhiều việc. Đó, gõ thật nhanh để chúng ta quay trở về vị trí cũ. Đó. Thôi. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với các bạn một cái tựa game rất là hay cũng như là nhẹ nhàng, đó là Stick Hero. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục game của Chia Sẻ Kinh Nghiệm.